Chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người cái bàn trà bằng cao su của hãng Tonsen nha. Thì cái bàn trà này nó có thiết kế cái gì đặc biệt? Thì cái bàn trà này nó có cái thiết kế là nó làm bằng cao su ha, chứ không phải bằng mút nha. Cao su rất là dẻo nha, nè, su rất cứng ha, mình bẻ này chưa đó, cao su rất là cứng nha mọi người. Thì nó thiết kế cái này chúng ta để làm gì? Chúng ta để kéo ron ở trong xây dựng, trong ốp lát chúng ta đó. Rất là dẻo, rất là cứng. Nào người xem ha, cái đế nè, rất là cứng, dẻo nữa, vừa dẻo vừa cứng chứ nó không có mềm. Đó, mà nhìn mọi người nhìn cái cao su nè, thả liền. Đó, thì cái bàn trà này mình kéo ron là thôi là gọi là cực kỳ bền luôn, nó không có mòn ha, rất là bền. Đó, thì cái này nó có giá là 100.000 nha, của hãng Tonsen. Hàng của hàng Tonsen là hàng chất lượng rồi ha. Hàng này nó đi xuất khẩu sang các nước đó. Đây là nó ghi các nước nó xuất khẩu nè. Tay đây làm bằng nhựa. Tay đây cũng làm bằng cán nhựa đúc, làm rất là đẹp. Quay cận cảnh cho người xem. Rất là đẹp. Đó. Này cao su nha, chứ không phải mút xốp nha. Thì chúng ta mua cái này chúng ta xài rất là bền ha. Cái này cũng vậy, cũng y chang, làm rất là đẹp, rất là vừa tay. Đó, thì cái này anh em trong ốp lát thì rất là rành ha. Đó, giá chỉ có 100.000 thôi, thiết kế rất là đẹp. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi số điện thoại trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn mọi người, xin chào.